Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình quay clip sẽ khác biệt hơn ngày thường một chút để tăng thêm sự hấp dẫn trong clip của mình. Hôm nay mình sẽ nhờ em gái của mình chăm sóc đàn bồ câu và đàn chích cầu. Mời những anh em đam mê chim bồ câu và chích cầu theo dõi clip của mình, xem em gái mình chăm sóc đàn chim mình như thế nào nha. Rồi mọi người cùng xem.